Cảm ơn quý ngài và quý vị vẫn giữ làn sóng đồng hành với huynh đệ chúng tôi trong đề tài tôn giáo có mặt để giúp cuộc đời bớt khổ. Câu hỏi thứ hai đặt ra để chúng tôi góp ý đó là theo chỗ tôi cảm nhận qua sổ qua qua sách vở và đồng thời cái sự tiếp nhận chung quanh thì cái người có niềm tin tôn giáo có thể nói là phần đông. Có nghĩa là người có niềm tin tôn giáo là phần đông, tức là biết được cái nguyên tắc, thực hành cái nguyên tắc là ứng dụng làm sao để cho đời bớt khổ. Nhưng mà gần như một cuộc đời mình sinh ra thì cho tới bây giờ ai sinh bao nhiêu tuổi đó không biết, bây giờ có được bao nhiêu tuổi nhưng mà thấy cái khổ nó cũng vẫn dài dài vậy. Đặc biệt là chúng ta mở tivi ra xem báo thì thấy chỗ này chiến tranh, chỗ kia hận thù, chỗ này chém giết, chỗ kia chém giết, vân vân. Thì có phải chăng là cái khổ nó vẫn tồn tại đồng hành với chúng ta, thì cái năng lực mà cứu khổ của tôn giáo có mặt như vậy thì đã giúp được gì mà tại sao cuộc đời nó vẫn khổ, hận thù và chiến tranh dài dài? Xin được nêu lên để mời các ngài góp lời. Xin mời cư Dạ, sĩ. kính thưa hòa thượng, kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái dân số ở trên thế giới là gần 7 tỷ người. Vì sao mà dân số tăng? Nhìn qua trong cái luân hồi lục đạo sáu cửa mà ở trong giáo lý nhà Phật dạy, thì từ cái các bậc chánh đẳng chánh giác ra đời đến bây giờ trên 2.000 năm, mà số người đã tăng. Và thứ hai, trong cái đời thời mạt pháp này thì sự khổ và cái sự đau khổ chiến tranh nó tăng lên. Theo thiện ý chúng tôi nghĩ là điểm thứ nhất là cái số người mà tin theo và thực hành theo giáo lý của của các bậc chánh đẳng chánh giác dạy đó thì nó bị hạn chế. Các ngài dạy mình không làm theo. Và cái điểm thứ hai đó là vô cùng quan trọng, đó là cái sự trở lại của các cái trong cái luân hồi lục đạo. Bởi vì người ta nói trong cái sinh hoạt hàng ngày, bản chất hành động qua lời nói ngôn ngữ của mỗi người trong sinh hoạt hàng ngày của mình, thì ở trong kinh có nói rằng từ đó nó thoát ra lên được, nói người đó từ ác ma hay là từ hạnh nguyện của Bồ Tát hay là một cái từ hiền nhân, trở lại của những đời kiếp mà hiện trong cái đời này để mà giao trả với nhau. Do đó cái câu hỏi là vì sao mà tội ác vẫn còn, đau khổ vẫn còn. Kính thưa quý vị, đau khổ là nó hằng ở trong cái cuộc sống, mà chính vì vậy mà Đức Phật đã nói rằng đời là đau khổ. Sự chính vì sự đau khổ đó mà các tôn giáo ra đời, rồi khi mà các tôn giáo ra đời thì cũng nhờ sự đau khổ đó mà khuyến tấn và đồng thời giải thoát ra bao cái kiếp ở trong lục đạo để trở thành cái hiện tại, trong cái kiếp hiện tại này để trả với nhau. Thành ra từ đó mà khi chúng ta thấy những sự đau khổ, thấy những người xung quanh hung dữ, rồi tàn ác giết chóc lẫn nhau ân oán, thì chúng ta càng nên nhìn về tôn giáo. Thì chính những cái điểm đó là cái sự mà thiết thực để mà ứng dụng, nhất là vậy. Chúng ta thấy rằng tất cả những cái dân số tăng, mà dân số tăng nó có từ đâu, và cũng nhờ vì tôn giáo, thế cho nên trong cái thời kỳ mạt pháp này nó mới hại bớt được cái sự chết chóc. Mặc dù đối với mình chết chóc rất là nhiều, nhưng mà xuyên qua cái lời dạy của các bậc mà chánh đẳng chánh giác thì đó là cũng sự giới hạn rất là nhiều. Thành ra cũng mong rằng trong cái tinh thần đó thì mỗi người nên nghe theo lời dạy của Đức Phật, Đức Chúa, Đức Thầy để cho giảm bớt cái sự đau khổ, hận thù, chết chóc. Cảm ơn cư sĩ Nguyễn Dũng, kính mời chị. Dạ vâng, cũng rất là đồng ý với cái điều chia sẻ đầu tiên của cư sĩ Nguyễn Dũng đó. Thì thật sự tôi nghĩ cái điều thứ nhất, tại sao mà đa số những người có tôn giáo hơn là những người không có tôn giáo trong đời này mà cuộc đời vẫn tiếp tục đau khổ, thì điều thứ nhất là có những người có tôn giáo nhưng mà nhiều khi chỉ có tôn giáo ở ở môi miệng và ở ở phía ngoài thôi, mà cái hành động của họ không phải là hành động làm theo những cái điều mà tôn giáo dạy. Tôi nhớ câu chuyện của ông Gandhi ở bên Ấn Độ đó. Ngày xưa cái thời trẻ ông đi qua bên Anh Quốc, ông đi du học đó,
thì ông được dịp để ông đọc Kinh Thánh, và ông rất là thích cái ông Giê-xu ở trong Kinh Thánh và những cái điều mà ông Giê-xu dạy cũng những điều ông Giê-xu làm. Nhưng mà khi mà ông vào nhà thờ để ông tìm hiểu đó thì lại bị phân biệt đối xử, bởi vì ông là người Ấn Độ bị phân biệt đối xử, cho nên ông từ đó ông mới bất mãn và ông rời nhà thờ. Ông nói tôi không bao giờ trở lại nhà thờ nữa, và ông nói nếu mà tất cả những người mà ở trong nhà thờ mà làm theo những điều Giê-xu dạy thì ông sẽ tin vào cái niềm tin của họ. Cho nên đó là điều thứ nhất, là nhiều người có tôn giáo mà họ không có làm thực thi theo cái điều tôn giáo dạy. Điều thứ hai tôi nghĩ là cũng là một cái điều quan trọng nữa, đó là những cái người tốt nhiều khi lại là những cái người thinh lặng, và những cái người xấu là những người làm quậy nhiều. Thì khi mà trong cuộc đời này mà những người tốt thinh lặng thì tạo cho cái cuộc đời này nó thêm nhiều nhiều cái xấu thêm đi. Điều thứ ba nữa tôi nghĩ là một lý do nữa là cuộc đời này đó nó đang vẫn xáo trộn và nó đi từ từ tới cái perfection, tức là tới một cái tốt hơn, cho nên lúc nào nó cũng có thời gian để nó đi từ từ tới những cái điểm tốt hơn. Có lẽ còn nhiều điều nữa, nhưng mà xin chia sẻ thêm một điều nữa, đó là ma quỷ hay là sự dữ vẫn quấy phá trong cuộc đời này, nhưng mà chúng tôi tin là tới cuối cùng thì sức mạnh của sự thật, sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của bề trên cũng sẽ chiến thắng sức mạnh của ma quỷ, và tới cuối cùng cuộc đời thì tất cả mọi việc sẽ đi vào những cái nguồn máy của nó, và tất cả sự vật sẽ đi vào cái sự tốt đẹp của cái điều mà Thiên Chúa đã tạo dựng từ ban đầu. Cảm ơn cha, thì mời mục sư Nguyễn Hùng Vân. Chúa cho con người của chúng ta có một cái quyền tự do để lựa chọn làm điều tốt, điều phải, điều thánh thiện, lựa chọn để tin Chúa, tôn thờ Thiên Chúa và sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa ban cho. Cho nên Ngài sắm sẵn hết tất cả mọi sự cho chúng ta tận hưởng, cũng như có những việc tốt để chúng ta làm và giúp đỡ nhân loại cũng như những người đồng loại biết đến tin lành hay là phúc âm của Thiên Chúa, hay là được sống trong sự yêu thương, sự phục vụ mà đáng lẽ chúng ta có để chia sẻ phục vụ lẫn nhau. Nhưng mà con người không có sử dụng cái ý chí tự do của mình để làm điều đúng, điều phải, nhưng đã có những người sống ích kỷ hay là không có yêu thương, để sự ganh ghét, sự hận thù đó xen vào trong trái tim hay là trong cuộc sống của họ. Và vì là những con người tội lỗi cho nên vẫn tiếp tục làm những điều tội lỗi hay là ác, và lại có thêm một cái có thể nói là một cái thế lực bên ngoài luôn luôn chi phối, đó là từ ma quỷ hay là Satan, luôn luôn cám dỗ con người, dùng con người để chống lại với Thiên Chúa. Cho nên kẻ thù của con người đó là luôn luôn rình mò chung quanh chúng ta để tìm những cái kẻ hở hay là những cơ hội để cướp giết và hủy diệt. Cho nên con người sẽ vẫn luôn luôn sống trong đau khổ, trong hận thù, trong những cái thể nói là những môi trường mà thiếu sự yêu thương. Mà nếu tất cả các con cái Chúa hay là những người tin Chúa mà thật sự tin Chúa và sống đúng theo lời Chúa đó, thì sẽ là muối của thế gian hay là ánh sáng của đất, tức là sẽ đem cái vị mặn hay là đem cái ánh sáng, sự hơi ấm, sự ấm tình yêu thương đến cho những người xung quanh. Nên càng ngày nếu càng có nhiều người nghe phúc âm của Chúa và tin Chúa thì thế gian này sẽ đi đến một cái chỗ có thể nói là tốt lành hơn trong một cái khía cạnh nào đó, cho đến khi vương quốc của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của thiên đàng được thể hiện ở trên đất này. Cho nên khi tình yêu của Chúa hay là phúc âm của Chúa được chiếu sáng ra đó, thì con người sẽ đến và kinh nghiệm được cái tình yêu của Thiên Chúa. Cảm ơn mục sư, cảm ơn quý ngài. Chúng ta thấy rất là lạ, chúng ta bước vào cái thế kỷ 21. Nội chúng ta đừng có nói nhìn về thế giới tâm linh, nội cái thế giới vật chất và thế giới trao đổi có mang cách sòng phẳng, thế nhưng nó cũng không thể sòng phẳng được. Đó là cái khoa học kỹ thuật để đem lại cho con người ta cái cơ hội để có của cải dư dật, để tiện nghi được tốt đẹp và phương tiện đi lại dễ dàng, truyền thông dễ dàng, vân vân. Lẽ ra thì tất cả mọi chuyện như vậy nó sẽ đưa vào cuộc sống, làm cho con người những con người hiền, con người thiện, đặc biệt các chính phủ, các thể chế đem lại nó cơm ấm áo cho dân và những người thiện tri thức luôn luôn tìm kiếm để phục vụ. Lẽ ra thì cuộc đời nó sẽ tốt hơn, nhưng mà chúng ta bước vào thế kỷ thứ 21 này, và gần đây nhất là ngay tại đất nước của chúng ta đang sống, và cũng như khắp nơi trên thế giới này, chiến tranh hận thù luôn luôn xảy ra một cách bất ngờ, một cách bi đát. Chẳng hạn chúng ta thấy ở Trung Đông chẳng hạn như vậy.
Thế nhưng tôn giáo vẫn luôn có mặt, và những con người hiền, con người thiện luôn luôn nỗ lực, nhưng mà cái nỗ lực đó gần như hả, mình đứng dậy thì có kẻ đè mình xuống. Mình ngay cả trong tâm của mình một cái niệm thiện khởi lên để làm việc tốt thì liền là cái niệm bất thiện nó là ngược lại, nó thôi đừng có làm, ở nhà cho nó khỏe, hoặc là thôi, có nghĩa đẩy mình vào trong cái thế giới ích kỷ. Và bằng tôn giáo cũng hết lòng, nhưng mà cuộc đời nó cũng dữ dàng lắm, nó tranh đua với nhau giữa cái thiện và cái ác. Giống như chúng ta nói là Phật cao một thước, ma cao một trượng, hay là nói là Đức Chúa và quỷ Satan, thì điều đó nó cũng cái gì đó cũng rất là lý thú để cho những con người hiền, con người tốt và con người đem đạo cứu đời để rút ra bài học kinh nghiệm. Xin các ngài và quý vị, chúng ta tạm dừng chương trình thảo luận đề tài tôn giáo đem lại cái vui để giảm thiểu cái khổ cho nhân loại. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.